Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học.cc Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series tự học Java siêu tốc bài số 7 Tìm hiểu về các phép toán cơ bản Trong Java chúng ta sẽ có các phép toán cơ bản như sau Phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia và phép chia lấy dư Nếu các bạn lần đầu tiên học lập trình Thì chúng ta có thể hơi bỡ ngỡ với cái phép chia lấy dư này thôi Còn các phép toán thông thường cộng trừ nhân chia Thì chúng ta quen thuộc rồi Nó giống với toán học thông thường Phép chia lấy dư tức là như nào À, giả sử các bạn thấy là 34 chia cho 10 và lấy phần dư. 34 chia cho 10 chúng ta sẽ được 3 và dư 4 thì kết quả chúng ta nhận được sẽ là phần dư của phép chia này, tức là số 4. Các bạn hãy mở IntelliJ, chúng ta sẽ đi code nhé. Chuột phải vào SRC này. Chọn New Java Class. Hôm nay sẽ là bài 7. Gạch dưới các phép toán cơ bản. Enter này. PSVM. Enter. Các bạn khai báo một cái biến ở đây. Khởi tạo một cái biến là INT A bằng 11. Chấm phẩy. INT B bằng 5. Chấm phẩy. Bây giờ nếu như chúng ta muốn xuất cái biến A này ra. Xem nó bằng bao nhiêu. Chúng ta dùng add out. Và đưa cái đoạn chuỗi chúng ta cần xuất ra. Ở đây chúng ta sẽ để ghi là A bằng này nếu các bạn muốn xuất biến a ra nó chỉ có một mình biến a thôi thì các bạn sử dụng dấu cộng a để chúng ta xuất ra biến a tương tự các bạn nhấn can cho d chúng ta xuất ra b bằng và cộng b để xuất ra giá trị của biến b a bằng ở trong chuỗi này nó sẽ hiển thị lên cho người dùng và nó sẽ thay thế cái giá trị của a bằng bao nhiêu vào đây chuột phải này lăn để các bạn nhìn này thấy không a bằng là cái chuỗi mà chúng ta khai báo ở trong nháy kép còn cộng A tức là nó sẽ cộng với cái giá trị của A bằng bao nhiêu để chúng ta xuất ra màn hình thấy không đây A bằng 11 B bằng cộng B tức là chúng ta sẽ cộng với cái giá trị của B để xuất ra màn hình cộng ở đây là cộng để xuất thôi nhá chứ không phải phép cộng các bạn lưu ý này B bằng 5 đúng chưa bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép cộng này phép cộng trước các bạn sử dụng là add out chúng ta muốn xuất ra kết quả phép cộng thì chúng ta ghi a cộng b bằng trong trường hợp mà chúng ta muốn xuất ra một kết quả phép tính thì các bạn có thể tính trước sau đó các bạn xuất ra một cái biến là kq hoặc là các bạn làm như sau các bạn sử dụng là cộng với này chúng ta mở ngoặc tròn ra để chúng ta đưa cái biểu thức vào đây các bạn đưa biểu thức là a cộng b đấy các bạn để ý nhé nếu chúng ta xuất một biến thì chúng ta ghi được như này còn nếu chúng ta xuất một biểu thức thì các bạn phải đặt trong dấu hoặc tròn chuột phải này răn này các bạn sẽ thấy là 11 cộng 5 bằng bao nhiêu 16 đúng chưa hoặc là cách hai đây chúng ta gắn biến gắn biến lấy kết quả thì có int kq bằng gì a cộng với b chấm phẩy và sau đó thì chúng ta dùng s out và xuất ra thằng kq thôi lúc này vẫn là a cộng b bằng nhưng vì nó có một cái biến kq thôi cho nên chúng ta chỉ cần gì cộng kq À, giống như bên trên này thì chúng ta có là hai biến cho nên chúng ta làm một biểu thức thì phải đặt trong ngoặc tròn. Còn bên trên này có một biến này, một biến này, một biến này thì chỉ cần cộng với nó thôi. Chốt phái, răn này. Kết quả giống nhau, được chưa? A cộng B bằng 16, A cộng B bằng 16. Nó khác một chút là chúng ta để dấu cách ở phía trước phía sau thôi. Cái này không ảnh hưởng gì nhá. Tương tự thì chúng ta cũng sẽ có các phép nhân, chia rồi là phép trừ. Các bạn copy cái dòng này xuống, căn cho C này. Căn cho V vào đây. A trừ B biểu thức trong ngoặc sẽ là a trừ b căn cho d này a nhân b ở đây sẽ là a nhân b căn cho d này a chia cho b lấy dư tức là a phần trăm b biểu thức sẽ là a phần trăm b chuột phải chọn run kết quả này a trừ b bằng 6 11 trừ 5 bằng 6 đúng chưa a nhân b 11 nhân 5 bằng 55 và a chia cho b lấy dư. Mình nhấn mệnh chỗ này. 11 chia cho 5 thì được 2 và dư 1 cho nên kết quả của phép chia a chia cho b lấy dư sẽ bằng 1. Bây giờ là đến phép chia, lưu ý là hai cái biến ban đầu chúng ta đang là kiểu nguyên. Nhắc lại kiến thức cũ, phép chia mà các bạn không cẩn thận là sẽ bị mất dữ liệu, đúng không? Chúng ta thử chia này. Nếu như các bạn quên, các bạn thử ghi là a chia cho b và bằng a trên b như này thì chắc chắn nó bị sai vì hai số chúng ta đang lẻ 11 chia cho 5 nó ra phần dư là 1 cho nên các bạn sẽ nhận được kết quả sai chuột phải run này Thấy không a chia b bằng 2 rõ ràng nó không phải bằng 2 nó còn dư 1 nữa cho nên chúng ta phải sử dụng kiến thức cũ là chúng ta gì ép kiểu dữ liệu cho tử số để ép kiểu thì chúng ta sử dụng gì mở đóng ngoặc tròn ở đằng trước cái biến mà cần ép kiểu. Sau đó chúng ta đưa vào kiểu dữ liệu chúng ta cần ép. Các bạn thấy double đúng không? Enter một cái. Bây giờ chúng ta chuột phải để xem lại kết quả. Chúng ta nhận được kết quả là 2.2, như vậy mới chính xác đúng không ạ? Mình lại nhắc lại các bạn là gì? Luôn phải thận trọng với các phép chia bởi vì là nó bị sai khác so với dữ liệu ban đầu. Mình có bôi vàng ở đây tiếp theo là chúng ta có các bài tập vận dụng các bạn hãy để ý trên trên này chúng ta sẽ có các giá trị là y1 bằng 2 tức là, là kiểu nguyên đúng không y2 bằng 5 kiểu nguyên à, trừ 3 nó là kiểu nguyên rồi d1 bằng 2.0 thì ở đây các bạn có thể khai báo nó là double hoặc là float tùy d2 cũng là kiểu float hoặc double d3 cũng là float hoặc double nó là kiểu số thực và chúng ta cần tính toán kết quả các biểu thức sau đây A này, BC vân vân đến R. Các bạn hãy làm bài này, sau đó thì post phần bài giải của các bạn xuống phía dưới để các bạn khác cùng học và nó cũng là một cái phần để chúng ta ôn luyện, giúp chúng ta có thể nắm được vững kiến thức bài này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hiện tại thì mình sẽ review lại một số cái slide để các bạn có thể nhìn được kiến thức trong bài ngày hôm nay.